Là học sinh lớp 10, em bé gái này phát hiện mình có bầu khi thai đã 19 tuần tuổi. Vì mức độ nguy hiểm cao nên bệnh viện tỉnh phải chuyển lên bệnh viện phụ sản trung ương thăm khám. Ngồi chờ con ngoài phòng làm thủ thuật, người mẹ này không khỏi bất an trước nhiều nỗi sợ. Cháu kêu đau bụng quá thì tôi mới đưa con đi khám thì mới phát hiện cháu có thai. Thế thôi là quá muộn rồi. Tôi chỉ nói cháu là con chậm một tháng, rồi con nói mẹ, mẹ còn cứng giải quyết. Bây giờ con phải gần 4 tháng rưỡi, 5 tháng thì mẹ biết giải quyết kiểu gì hả con. Xong cháu chỉ biết khóc. Tôi lo lắng sức khỏe, sợ con mới ít tuổi, sợ là không ấy được. Thứ hai sợ là mai mốt được vấn đề kiểu sinh nghiệm lại khó khăn hơn. Đây không phải trường hợp hiếm gặp khi hàng năm tại Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Trong số này, 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi, với 70% là học sinh sinh viên. Trong khi đó, độ tuổi vị thành niên có thai đang ngày một nhỏ hơn khi trẻ hiện có xu hướng dậy thì từ sớm. Chúng tôi đã gặp cháu bé bước sang tuổi 13, nhưng thai cũng lớn, tương đối là 25 tuần tuổi. Hiện tại giới trẻ hiện nay có xu hướng quan hệ tình dục sớm. Vì một năm chúng tôi tiếp nhận khoảng 30 đến 35 cháu ở dưới tuổi 16 đến để xin bỏ thai. Thực tế này khiến ngày càng có nhiều người trẻ vô sinh, khi phụ nữ bị tổn thương buồng trứng có tỷ lệ vô sinh cao gấp 3 đến 4 lần so với những người không có tiền sử nạo phá thai. Tỷ lệ vô sinh thứ phát do nạo phá thai chiếm đến 20% trường hợp vô sinh, trong đấy chiếm 70% họ phá thai ở các cái tuổi vị thành niên. Ở bệnh viện chúng tôi hàng ngày cũng khám thì cũng gặp rất nhiều các cái trường hợp mà sau chỉ nạo hút thai một lần thôi, bệnh nhân có thể dính buồng tử cung xong rồi vô kinh luôn và sau này không sinh em bé được. Đặc biệt đáng báo động khi nguyên nhân dẫn đến vô sinh có thể đến từ nhiều hình thức phá thai không an toàn khác nhau. Hơn nữa, ở độ tuổi còn quá trẻ, các em chưa có ý thức và cả kiến thức trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân. Có những trường hợp đi ra phòng khám tư phá và người ta cho thuốc nó quá liều hay không đúng quy trình với kỹ thuật gây ra vỡ tử cung, nên cắt tử cung có thể gây ra vô sinh vĩnh viễn. Các cháu quan hệ sớm chưa được bảo vệ, chưa có kiến thức, dễ bị lây nhiễm các bệnh coi tình dục lâu dài có thể gây ra viêm tắc vòi trứng và dẫn đến trường hợp vô sinh. Thực trạng này đang gia tăng thêm các gánh nặng về kinh tế và sức khỏe đến cá nhân, gia đình và cả xã hội. Để giảm hệ lụy từ phá thai, giúp trẻ vị thành niên phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, cần trang bị kiến thức tình dục an toàn ở giới trẻ, mà trong đó gia đình và nhà trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng.